Ừ, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bạn cái phần đại cương xong cơ sân Khớp hiện tại thì bác sĩ thức đang livestream trên nền tảng YouTube. Và trước khi chúng ta vào cái bài giảng tối hôm nay thì chúng ta sẽ thử lại đường truyền ha. Các bạn có nghe rõ không? Nghe rõ thì bấm phím số 1, nhìn rõ thì bấm phím số 2. Nghe rõ, nhìn rõ. Nghe rõ bấm phím số 1, nhìn rõ bấm phím số 2. Để các bạn thì hôm nay thì do cái tình trạng là dịch covid thành ra là trường khuyến khích thì chúng ta sẽ học online ha với lớp chúng ta và cái lớp chúng ta thì hiện tại thì à, nếu mà trên nền tảng livestream này thì có thể là cái lượng xem có thể là khoảng 300. à nếu mà đi học đầy đủ à, chút xíu là cuối giờ thì tôi sẽ có một cái phần điểm danh nha các bạn lớp siêu âm tổng quát cần thơ đó thì chúng ta nhớ phần có điểm danh à. trong quá trình mà chúng ta thực hiện cái phần livestream trên YouTube này đó nếu các bạn có thấy có vấn đề bất thường gì về đường truyền hay là hình âm thanh gì đó về âm thanh và hình ảnh thì các bạn có thể comment ngay trên cái phần dưới của YouTube ha rồi cái thứ hai đó là để cho cái buổi trao đổi của chúng ta thuận lợi thuận tiện đó thì các bạn khi mà có vấn đề gì cần đặt câu hỏi thì các bạn đặt câu hỏi trực tiếp trên cái bảng comment YouTube luôn ngay tại lúc là điểm giảng ha rồi đúng sáu giờ ba thì chúng ta sẽ bắt đầu. Bạn hỏi là cái bài giảng này thì, thì cái bài giảng này các bạn có thể xem lại ha. Sau khi các bạn online buổi này xong thì cái bài này vẫn còn trên mạng, đó. các bạn livestream này vẫn còn trên mạng thì các bạn có thể xem lại. các bạn lưu ý là chúng ta có một cái bảng chat à, khi các bạn xem trên youtube thì chúng ta có cái bản chat đó thì các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp ngay ngay tại thời điểm nhân viên đã hướng dẫn thì các bạn thể đặt câu hỏi trực tiếp luôn chứ không cần mà không cần mà chúng ta đợi tới cuối giờ ha thì nhiều khi chúng ta có thể quên đó. cuối giờ nhiều khi chúng ta quên các bạn câu hỏi thì các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp thì bác sĩ hướng sẽ thấy thì sẽ trả lời cho các bạn rồi Rồi chúng ta thử là đường truyền lần cuối cùng trước khi chúng ta sẽ bắt đầu vào giảng các bạn ha. Rồi nếu các bạn nghe rõ bấm phím số 1. Thấy rõ bấm phím số 2. Ha. Nghe rõ bấm phím 1, thấy rõ bấm phím số 2. Rồi OK như vậy thì chúng ta tới giờ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu các bài tối hôm nay các bạn ha. Rồi à, thứ nhất là cái phần siêu âm đại cương, cái phần siêu âm đó thì chúng ta biết là cái phần siêu âm cơ xương khớp cũng là một trong những chỉ định siêu âm cũng thường rất là hay cho trên lâm sàng và hiện và nội dung của phần siêu âm bài siêu âm cơ xương khớp này cũng chỉ là giới thiệu cho các bạn những cái điểm rất là cơ bản của phần siêu âm cơ xương khớp. À, chúng ta hiện tại chúng ta có một cái lớp À, những có những cái lớp mở ra để siêu âm mà về cơ xương khớp chuyên luôn đó thì có khoảng chừng 6 tháng nha ví dụ như là ở Medic Hòa Hảo thì chúng ta có những cái lớp như vậy thì theo tôi thì các bạn nếu mà chúng ta muốn làm chuyên cơ xương khớp thì chúng ta nên học thêm những cái lớp như vậy ha sau khi chúng ta học xong lớp tổng quát thì cũng giống như cái phần sản như đó các bạn ha à, khi chúng ta trong cái phần nội dung tổng quát của chúng ta thì cũng có phần sản à, nhưng mà cái phần sản này cũng chỉ là cho các bạn biết một số cái khái niệm và một số cái ứng dụng thôi À, còn cái âm cơ xương khớp cũng vậy thì cái phần này cũng sẽ cung cấp cho các bạn những cái phần cơ bản nhất để chúng ta có thể à, chúng ta có thể hiểu được chút xíu về cái phần của siêu âm cơ xương khớp ha. Rồi, thì cái à, như vậy thì cái mục tiêu của bài thì chúng ta thứ nhất là chúng ta nêu được cái chỉ định siêu âm cơ xương khớp. À chỉ định, nêu được chỉ định siêu âm cơ xương khớp. Cái thứ hai là chúng ta phân tích được có một số yếu tố kỹ thuật siêu âm. Thì trong cái kỹ thuật siêu âm này thì đối với cái thực siêu âm cơ xương khớp thì nó sẽ có một số cái điểm khác biệt hơn so với cái uh, cái siêu âm thông thường ha rồi cái thứ ba là chúng ta chú thích giải phẫu hình ảnh siêu âm cơ xương khớp thì cái này nói chung là mục đích cái phần chú thích giải phẫu này thì chỉ một số cái điểm giải phẫu cơ bản thôi còn cái giải phẫu chung giải phẫu mà từng cái vùng đó thì giải phẫu từng vùng thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ học trong những cái bài sau ví dụ có bài siêu âm khớp vai khớp gói rồi đó ha thì, thì chúng ta sẽ học thêm về cái phần đó còn trong cái chính của trong cái phần này thì chúng ta chủ yếu là chúng ta coi cái phần một số cái gọi là một số cái giải phẫu về trên siêu âm ví dụ hình ảnh gân sao cơ sao ha rồi và cái phần cuối đó là cái chẩn đoán một số bệnh lý thường gặp trên siêu âm thì ở đây chỉ giới thiệu bạn một số cái bệnh lý mà cũng hay thường chẩn đoán trên siêu âm thôi và tất nhiên trong từng cái nhóm trong từng cái bài siêu âm nhỏ từng vùng đó, thì nó sẽ có một số cái bệnh lý chuyên biệt hơn cho vùng đó ha chúng ta sẽ chẩn đoán một số cái bệnh lý ở đây trong bài này thì hướng dẫn một số cái bệnh lý gọi là cơ bản nhất rồi chúng ta tới cái phần nội dung thì uh, trong các phần nội dung đó thì chúng ta có thứ nhất là phần đại cương thì giới thiệu với các bạn là uh, đối với cái đánh giá cơ xương khớp đó, thì các bạn biết là hiện tại chúng ta có hai cái phương tiện để chúng ta uh, thường có xin lỗi không phải là hai phương tiện mà là uh, đánh giá thì có thể có một số cái phương tiện để đánh giá và trở đó ảnh để đánh giá cơ xương khớp ví dụ như là X quang X-quang thì một cái chủ yếu trong đánh giá về cái xương. X-quang thì đối với cơ xương khớp thì chủ yếu khảo sát cái xương. rồi CT, CT thì cũng khảo sát xương là chính. CT đối với trong cơ xương khớp cũng khảo sát xương là chính. riêng nói với phần mềm đó chúng ta có hai cái phương tiện là siêu âm và cộng hưởng từ. thì ở đây thì chúng ta biết rằng là chúng ta biết rằng là siêu âm thì chúng ta đang coi về cái cái lợi điểm, lợi điểm của siêu âm so với cộng hưởng từ thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là cái siêu âm thì cái giá thì nó tính giá nó rất là rẻ ha, rẻ tiền và và cộng hưởng từ đó thì nó, mất mắc, mắc tiền hơn mất tiền hơn và cái siêu âm á, siêu âm thì nó sẽ làm thì chúng ta biết là siêu âm thì làm cơ xương khớp thì khá nhanh cộng hướng từ thì chụp lâu hơn siêu âm thì dù siêu âm chúng ta có chỉ định cụ thể thì chúng ta làm siêu âm nếu chuyên thì chúng ta có thể làm rất nhanh chừng khoảng 10 15 phút cộng hướng từ thì chụp cũng có thể 10 15 phút thậm chí có thể nửa tiếng tùy theo từng vùng ha. rồi và siêu âm nếu chúng ta có tập trung thì chúng ta làm rất nhanh và cái siêu âm thì đối với cộng từ thì thấy cái phần chỉ định thì nó sẽ là cái chống chỉ định thì siêu âm nó không có chống chỉ định đối với siêu âm thì chỉ cần chúng ta chỉ cần chúng ta có cái đầu dò siêu âm và cái vùng tổn thương nó không có quá gọi là mình tạo gọi một cách chân giả nó không có quá bày hay đó bày nhầy nghĩa là vùng tổn thương nó có thể đặt đầu dò siêu âm lên được thì thì chúng ta có thể làm siêu âm thôi ha. chị không nhất thiết phải là không không nhất thiết phải phải là, là 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 một cái một cái chống chỉ định một cái rõ cụ thể như vậy cái phần nào phần mềm thì xem lúc nào cũng có thể đánh cũng khi âm được. Còn riêng đối với cộng hướng từ đó thì chúng ta thì nó có chống chỉ định thì hiện tại thì chúng ta thấy là cộng hướng từ nó chống chỉ định đặc biệt là trong cái, cái 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 cấu trúc mà cái cái máy móc mà là bằng kim loại ở bên nhân đó ví dụ các cái máy tạo nhiệt hoặc là uh, các cái máy trợ thính vân vân hoặc là những cái dụng cụ kim loại gì đó thì thì khi chúng ta trồng cộng hướng từ thì chúng ta phải có một cái bản tầm soát chống chỉ định đó thì nó cũng cũng hơi phức tạp hơn uh, một cái điểm mà một cái điểm mà chúng ta thấy là uh, xét về cái yếu tố mà về chẩn đoán thì như thế nào thì chúng ta thấy là siêu âm Ờ, ở đây thì nhiều khi các bạn sẽ hiểu lầm là chúng ta thấy cộng hướng từ thì rõ ràng là trong các cái tài liệu thì chúng ta thấy là cái siêu âm á, thì có độ phân giải cao hơn là cộng hướng từ cộng hướng từ thì có cái hình độ phân giải thấp hơn cái điều này thì các bạn thấy là nó nó hơi nó hơi khó khó hiểu nhưng mà thật ra các bạn có thể để ý là như vậy khi chúng ta làm cái đầu dò chúng ta làm siêu âm mà cơ, cơ xương khớp đó, thì cái vùng cái hình siêu âm của chúng ta đó hình xong chúng ta là chúng ta có độ phân giải là nó nằm rất là sát với cái vùng tổn thương như vậy nguyên cái hình đó là uh, một lát cắt như vậy là cái hình nó sẽ trọn bộ của cái vùng tổn thương là nhỏ thôi chúng ta thấy đầu dò siêu âm rất nhỏ thì cái phần tổn thương chúng vẫn sao quan sát nhìn thì như vậy cái, cái vùng mà có thể nhìn được trên siêu âm thì nó cũng khá nhỏ còn riêng đối với con hướng từ thì chúng ta thấy một cái hình cộng hướng từ như vậy một cái lá cộng hướng từ như vậy thì nó sẽ chiếm nguyên cái vùng tổn thương tương đối rộng thì do đó là cái độ phân giải chi tiết thì đối với hình cộng hưởng từ thì độ phân giải thì nó thấp hơn so với hình ảnh của siêu âm do đó chúng khi chúng ta nhìn chi tiết thì rõ ràng hình ảnh siêu âm có sẽ có độ phân giải cao hơn so với hình ảnh của cộng hưởng từ và và như vậy thì chúng ta thấy là trong cái đánh giá mà một cái toàn diện đó và chúng ta thấy là cái siêu âm nó có một lợi thế rất là lớn so với cộng hưởng từ đó là khảo sát động thì khảo sát động trên siêu âm nó sẽ có rất là nhiều cái nhiều nhiều cái yếu tố gọi là rất là thuận lợi đó là chúng ta có thể đánh giá được các cái bán trật thì trong cái trường hợp mà cộng hướng từ thì nó lại không có khảo sát động được, nó khảo sát chủ yếu là cái khảo sát tỉnh, nó chụp vùng nào là tĩnh thôi. Và cái um, uh, trong cái siêu âm á, thì nó có thể đánh giá cái va chạm, va chạm ở đây thì giống như là chúng ta có thể đánh giá được cái uh, đánh giá được cái những cái tính chất ví dụ các cái gân cơ nó trượt vào nhau, nó chạm vào nhau thì một số cái trường hợp thì khi mà nó chạm vào nhau như vậy thì nó thấy gây đau ha. À, ví dụ như nó nó trượt nhưng mà nó trượt cái kiểu là không có nó không có có được gọi là gọi là trơn lán đó. thì như vậy những cái va chạm như vậy thì có thể là gây đau thì đó là cái cái giá trị của siêu âm trong cái khảo sát động à, còn cộng hưởng từ thì là nó thì cái hình của ta là hình tĩnh à, và theo theo tôi thì cái phần siêu âm khảo sát động thì chính là một một trong những cái cái đặc điểm rất tuyệt vời của siêu âm à. và um, siêu âm thì có thể phân biệt đặc và nang một cách cũng rất là dễ dàng ha ở đây nói dễ thì về trên siêu âm thì chúng ta thấy là cái cấu trúc nang thì thường nó sẽ hồi âm trống đặc thì hồi âm kém và không có ta không và nó có thể cấu trúc đặc thì nó có thể có thêm cái đắp lơ có thể có tín hiệu đắp lơ bên trong còn nang thì không có tín hiệu đắp lơ nang thì có kèm theo tăng âm sao thì đó là những đặc điểm mà chúng ta thấy là khi chúng ta học công quán chúng ta cũng ta cũng đánh giá rất là dễ rồi còn với cộng hướng từ đó thì cấu trúc đặc và nang thì nó có tín hiệu thường là cái lúc nang thì nó có tín hiệu thấp trên T1 và cao trên T2 một số cái trường hợp đó thì cần phải khảo sát tiêm thuốc để đánh giá bởi vì là nhiều khi cái chất dịch nó dịch dịch mà nó không kiểu không đồng nhất mà là dịch protein cao thì đôi khi cái phần tín hiệu trên T1 nó cũng có sự khác biệt do đó là thường những cái cấu trúc dạng nang trên em rai đó thì một số trường hợp thì cần phải phải tiêm thuốc mới đánh giá được còn đối với siêu âm thì cũng rất là dễ dàng chúng đánh giá phân biệt đặc và nang và cái này cũng khá là quan trọng khi chúng ta làm cái siêu âm cơ xương khớp nói chung tóm lại thì chúng ta thấy rằng mặc dù là cái siêu âm thì nó có giá rất là rẻ à, nhưng và cộng hưởng từ thì giá rất cao nhưng mà thường phần lớn chúng ta thấy là nếu mà chúng thực sự mà nói khi chúng ta làm siêu âm tốt, ha, xin nhắc lại là chúng ta làm siêu âm tốt nghĩa là gì đó là chúng ta có được trang bị máy móc hợp lý, cái thứ hai con người hợp lý, con người có nghĩa là được tập quấn tốt, đánh giá về giải phẫu tốt và có, có kinh nghiệm thì cái giá trị siêu âm thì so sánh cộng hưởng từ thì rõ ràng là siêu âm nó vẫn có cái giá trị rất là tốt hơn so với cộng hưởng từ. Mặc dù chúng ta thấy cộng hưởng từ thì thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta hay sử dụng thường quy, ha. Tuy nhiên là chúng ta thấy là cái À, cái siêu âm thì thì theo tôi nghĩ là nếu đã làm tốt thì thường những cái trung tâm cơ xương khớp thế giới thì người ta cũng sử dụng siêu âm là cái phương tiện đầu tay trước khi chúng ta lại tiếp tục đánh giá bằng cộng hưởng từ và ở đây thì một cái nữa là trên xin lỗi trên phần này còn thiếu đó chính là cái siêu âm nó có thể giúp cho chúng ta can thiệp thì chúng ta biết là cái siêu âm mà đánh giá trong siêu âm trong cái can thiệp của cơ xương khớp thì hiện tại là một trong những cái À, những cái kỹ thuật mà được thực hành gọi là nếu mà ở những trung tâm lớn thì thường người ta sẽ thực hành thường quy luôn rồi. à Bởi vì cái siêu âm mà à, dạ, hướng dẫn ví dụ có thể là hướng dẫn chọc khớp, hướng dẫn tiêm vô ổ khớp, hướng dẫn tiêm phong bế thần kinh vân vân thì đó là các cái kỹ thuật à, dùng siêu âm trong phần mềm để mà can thiệp. Như vậy cái siêu âm can thiệp là cũng là một trong những cái loại kỹ thuật mà hiện tại là được đã được sử dụng rất rộng rãi trên lâm sàng. À, thì đó chúng ta thấy là cái rõ ràng cái siêu âm nó vẫn có giá trị rất là rất là tốt so với cộng hưởng từ tuy nhiên là cái còn bất lợi bất lợi của siêu âm so với cộng hưởng từ thì chúng ta thấy là siêu âm thì thường khảo sát những cấu trúc nông thôi à, ví dụ như những cấu trúc nông ở phía ngoài thì siêu âm khảo sát tốt và cộng hưởng từ thì có thể sẽ khảo sát cấu trúc sâu hơn ví dụ trong cái khớp gói chẳng hạn khớp gói thì khi đánh giá những cái sụn chêm đánh giá những cái cấu trúc mà nằm sâu bên trong các cái dây chằng chéo đâu bên trong đó, thì rõ ràng cái siêu âm nó sẽ bị hơi bị yếu thế hơn so với cái cộng hưởng từ à, à, thứ hai là siêu âm nó phụ thuộc người làm cộng hưởng từ thì ít phụ thuộc tất nhiên là cộng hưởng từ thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào người đọc chứ không phải là không. À, tuy nhiên là chúng ta thấy là cái về cái kỹ thuật cắt của siêu âm và các kỹ thuật khảo sát trạng thái động của siêu âm thì nó rất là phụ thuộc nhiều người làm và phụ thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm của người làm. Thì chúng ta biết là học siêu âm thì cũng vậy cái người làm thì nó sẽ, sẽ đóng vai trò cũng quyết định đối với cái phần chẩn đoán của mình. Còn cộng hưởng từ đó thì thực ra thì uh, cũng phụ thuộc vào cái người đọc đó nhưng mà cái tính chất mà về chất lượng hình ảnh nó sẽ ít nó sẽ ít phụ thuộc hơn tại vì bởi vì cái hình ảnh chất lượng hình ảnh thì đối với siêu âm các bạn có thể là cắt ra hoặc không còn đối với cộng hưởng từ thì về cái, thường là cái hình ảnh của nó sẽ là rất là rõ ràng và còn chủ yếu là nhờ người đọc chúng ta đọc phân tích về kinh nghiệm của mình thôi còn cái thứ còn cái siêu âm nữa thì nó không khảo sát được tủy xương có nghĩa là một số cái đánh giá về khối khối u đó thì như vậy thì có đánh giá về khảo sát tủy xương được đó, thì siêu âm thì sẽ không đánh giá tủy xương bởi vì tủy xương thì nó nằm sâu bên trong và nó bị vỏ vỏ xương bao xung quanh do đó thì đối với cái siêu âm thì tới vỏ xương thôi chứ không đánh giá được cái tủy xương trong đó cộng hưởng từ thì có thể đánh giá được tủy xương đây là một cái lợi thế của cộng hưởng từ đặc biệt là trong đánh giá các cái tổn thương như là phù tủy xương hoặc là di căn uh, di căn xương ha. thì cái đó là đánh giá tốt hơn như vậy thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào từng cái trường hợp chúng ta sẽ lựa chọn những cái phương tiện nhưng mà tất nhiên là sau khi chúng ta xem cái này chúng ta có thể thấy rõ ràng là cái siêu âm vẫn là một trong những cái phương tiện được sử dụng đầu tay và nó có giá trị chắn đoán cũng rất là tốt về trong đánh giá cái bệnh lý của cái cơ xương khớp. rồi tiếp theo thì chúng ta đến cái phần chỉ định. thì đối với cái chỉ định của siêu âm cơ xương khớp thì nó sẽ cũng rất là đa dạng. ở đây thì tôi lấy cái chỉ định mà theo cái hướng dẫn của hiệp hội xâm hoa kỳ à, cho cái phần chỉ định siêu âm cơ xương khớp thì chúng ta có một số cái chỉ định ví dụ như là có đau hoặc là rối loạn chức năng của cơ xương khớp. À, thứ hai là tổn thương mô mềm hoặc là xương. thì ở đây cái chỉ định chung chung thôi. ví dụ tổn thương mô mềm có nghĩa là các cái chấn thương của mô mềm đó hoặc là xương thì chúng ta có thể đánh giá bằng cái siêu âm cơ xương khớp thứ ba đó là bệnh lý gân hoặc dây chằng để đối với bệnh lý gân hoặc dây chằng thì hiện tại cái siêu âm cơ xương khớp có thể đánh giá các cái thoái hóa khớp này nè. hoặc là đánh giá các cái viêm gân bao nguyên ra thì ở đây chúng ta sẽ đánh giá cái này bệnh lý gân dây chằng thì rất là tốt đối với cơ xương khớp đối với cái siêu âm và thứ tư nó là bệnh viêm khớp viêm bao hoạt dịch thì chúng ta biết là hiện tại cái thằng hiện tại cái phần mà đánh giá về cái À, về cái bao hoạt dịch này cũng là một trong những cái vai trò của siêu âm, siêu âm sẽ có thể đánh giá cho đánh giá được cái những cái thông tin liên quan tới cái phần bao hoạt dịch, nhưng mà bao dịch thì chúng ta thấy là khi nó đây thét về thực tế lâm sàng đó ví dụ như các bạn làm siêu âm học siêu âm này xong nè, thì chúng ta có thể đánh giá được tràn dịch khớp nhưng mà cái tràn dịch khớp này nè, tràn dịch khớp này thì do nguyên nhân gì, ha, thì một trong những nguyên nhân gây tràn dịch khớp là có thể là viêm bao hoạt dịch hoặc là viêm khớp. Ha hoặc là nó lắng động tinh thể trong dịch trong cái ổ khớp đó thì chúng ta có thể đọc những cái phần thông tin đó để chúng ta có thể can thiệp một cách là hiệu quả cái thứ cái thứ nữa đó là vật lạ trong khớp cái vật lạ trong khớp này có nghĩa là ở đây là người ta dùng là loose body có nghĩa là các cái vật mà uh, thực ra là cái cái chủ yếu là các cái lắng động tinh thể đó và có thể tạo thành những giống như gần 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 tạo như thành các cái viên sỏi nằm trong khớp cái, cái sỏi nằm trong cái bao hoạt dịch đó. thì lúc đó thì chúng ta sẽ sẽ có thêm những cái thông tin về về các cái cấu trúc đó nằm trong ổ khớp nếu ta sử dụng siêu âm rồi thứ nữa đó là cái bệnh lý về dây thần kinh bệnh lý về dây thần kinh thì bệnh về dây thần kinh thì có thể cho chỉ định siêu âm cơ xương khớp ví dụ bị mắc kẹt có nghĩa là dây thần kinh nó bị nó bị mà, mà dính nó bị nó bị chẹn lại trong cái trong những cái cấu trúc ví dụ như là chúng ta thấy cái một cái dây thần kinh mà hay bị chẹn nhất đó là cái hội chứng ống cổ tay đó đó là cái dây kinh giữa thì nó nằm trong cái uh, trong cái mà, mà trong cái mà, mà cái mặt trần của vùng cổ tay đó thì đôi khi nó có thể mặt trần nó bị hẹp quá cái ổ nó bị hẹp quá thì cái dây kinh nó có thể bị chẹn bên trong và nó có thể gây ra cái tình trạng là nó chèn ép vào dây kinh ha rồi chúng ta có thể đọc các cái khối u bệnh lý thần kinh, à, chấn thương, ha, chấn thương thần kinh, bệnh lý của dây kinh, khối u của dây kinh, hoặc là bán chặt, ví dụ một cái một cái bán chặt mà chúng ta thường hay cho dây định xem cơ xương khớp đó là bán chặt cái dây thần kinh à, thần kinh trụ nằm trong cái chỗ rảnh à, cái chỗ của lò cầu trong của cái phần xương cánh tay đó, ha. chúng ta có thể thấy là cái đó cũng hay ra cái gây, gây tình trạng bán trật. À. Rồi, rồi chúng ta có thể đánh giá cái khối mô mềm Sưng tấy và tụ dịch cái này là một cái một cái chẩn đoán chung chung mô mềm thôi rồi cái nữa là phát hiện dị vật trong mô mềm thì đối với dị vật mô mềm thì đối với siêu âm là một cái phương tiện khảo sát dị vật mô mềm cực tốt à, tôi đánh giá là cái phần siêu âm và khảo sát dị vật mô mềm rất tốt tốt hơn so với x quang x quang thì chúng ta thấy là chỉ đánh giá được một số cái dị vật mô mềm kim loại thôi thì chúng ta có thể thấy còn những cái một số cái gì vật khác ví dụ như là cây gỗ rồi đó thì cái đối với quan chúng ta sẽ rất khó phát hiện tuy nhiên là đối với cái siêu âm thì gần như gì vật kim loại hay là bất kỳ một loại gì vật nào thì cũng có thể phát hiện được bằng siêu âm nếu chúng ta làm kỹ kỹ mà chúng ta có thể có thể xác định được xác hiện phát hiện gì vật rồi có thể xác định được vị trí của gì vật nằm trong cái vùng nào để chúng ta có thể là lấy gì vật ra ha phẫu thuật tiểu phẫu lấy gì vật ra một cách rất là hiệu quả rồi À, lập kế hoạch và hướng dẫn về một thủ thuật xâm xâm lấn thì ở đây thì chủ yếu là cái này là phần xâm can thiệp này ha, rồi à, bẩm sinh à, những bệnh lý bẩm sinh hoặc người ta phát triển ví dụ như là một số cái siêu âm cơ xương khớp cũng có thể sử dụng đó chính ví dụ như là chúng ta có thể ra khảo sát cái phần trật khớp háng bẩm sinh ở trẻ em ha, chúng ta cũng có thể sử dụng siêu âm thì ngày xưa thì chúng ta có ít quang nhưng mà ngày nay thì chúng ta có siêu âm thì siêu âm có thể chẩn đoán sớm hơn bởi vì là cái ít quang thì chúng ta phải đợi tới cái khi nó có cốt có, có, có vô hóa ở đầu xương đùi thì chúng ta mới đánh giá được cái phần của cái phần của các cái cái phần của cái phần khớp háng của bẩm sinh à, thì nhưng mà đôi khi nhưng mà trong cái siêu âm thì chúng ta không cần đợi tới cái vôi hóa có vô khóa đầu xương mà chúng ta vẫn có thể chẩn đoán sớm hơn. Rồi, đánh giá hậu phẫu hoặc là sau thủ thuật cái tiếp theo là các cái lỏng khớp cứng khớp hoặc hạn chế cử động thì cái này chúng ta đánh giá giống như là trong cái đánh giá về đánh giá về cái ổ khớp là chúng ta có thể khảo sát được các cái các cái bệnh về cái thoái hóa khớp chẳng hạn rồi thứ nữa cái chỉ định đó là là trục khớp thứ nữa là thiếu cảm giác hoặc trị cảm về yếu cơ thì đây là các cái triệu chứng liên quan tới thần kinh thì chúng ta cũng có thể khảo sát bằng cái khảo sát mà có chỉ định xem cơ xương khớp ví dụ thiếu cảm giác hoặc dị cảm này chúng ta hay gặp ở cái việc hội chứng cổ tay nè chúng ta có thiếu cảm giác cái vùng cái vùng của ô mô cái chẳng hạn thì đó là các cái triệu chứng mà chúng ta có thể gợi ý à, các bệnh lý của thần kinh thì chúng ta có thể cho chỉ định cho cơ xương khớp nha thì à, các bạn thấy là chỉ định khi không cơ xương khớp cũng khá nhiều nhưng mà chúng ta có thể tóm lại chút xíu là vậy chúng ta sẽ gồm có phần cơ, phần xương, hai cơ và là mô mềm, phần xương chúng ta có thể đánh giá phần khớp và chúng ta có thể đánh giá được cái phần thần kinh và và cuối cùng đó là chúng ta đánh giá về các cái à, cái phần của can thiệp Ha, như vậy thì tóm lại chúng ta có một số cái 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 chỉ định như vậy. Phần nội dung video đến đây là hết. Các bạn có thể đăng ký và để lại bình luận bên dưới. Xin chào tất cả các bạn.